Chào các bạn, mình là Thắng, mình là sinh viên của lớp K2 Happy 2 của trường Đại học edX. Hôm nay mình được học môn quản lý thời gian và mình đã nhận ra là thời gian trước đây mình đang sử dụng rất là lãng phí. Và mình sẽ cố gắng tuân thủ cái mức thời gian mình sẽ đề ra sau đây. Đầu tiên là thứ hai, mình sẽ ngủ dậy vào lúc 5 giờ sáng và bỏ ra 30 phút để thể dục thể thao cho nâng cao sức khỏe. Xong rồi, khoảng từ 5:30 đến 6 giờ mình sẽ trở về nhà và vệ sinh cá nhân. Từ 6 giờ đến 7 giờ thì mình sẽ đi ăn sáng và đi đến trường. Khoảng thời gian từ 7 giờ cho đến 11 giờ 45 phút thì mình học tại trường. Và 11 giờ 45 phút học xong, sau khi học xong thì mình sẽ quay trở về và nấu nướng đồ ăn mất khoảng độ cho tới khi là 12:30, và 12:30 đến 1 giờ là bọn mình sẽ ăn. Và mình sẽ dành ra một tiếng để nghỉ trưa, đó là 1 giờ đến 2 giờ chiều. Buổi chiều từ 2 giờ đến 5 giờ thì mình sẽ học. Nếu như hôm nào có môn học thì mình sẽ ra trường học, còn không thì mình sẽ học ngay tại ký túc xá hay hoặc là ngay tại nhà. Đó là tự học. Còn khoảng thời gian từ 5 giờ cho tới 7 giờ tối thì mình sẽ tiếp tục thể dục thể thao nâng cao sức khỏe. Từ 7 giờ sau khi thể dục thể thao xong mình sẽ về lại tiếp tục vệ sinh cá nhân cho tới độ 7:30 đến 8:30 thì mình sẽ có một bữa ăn và rửa bát nhẹ nhẹ. Và từ 8:30 thì mình sẽ học cho đến 9:30. Và thời gian còn lại mình sẽ dành cho thời gian để giải trí cho tới 11 giờ là mình sẽ đi ngủ. Đó là một khoảng thời gian từ thứ hai đến thứ sáu, còn thứ bảy và chủ nhật đó là 2 ngày nghỉ. Thế nên là mình sẽ kéo dài thời gian, mình nghĩ là kéo dài thời gian ngủ của mình thêm 2 tiếng nữa, đó là khoảng từ 23 giờ tối hôm trước cho đến 7 giờ sáng hôm sau. Và đến buổi chiều thì mình sẽ kéo khoảng thời gian học dài hơn, thu ngắn khoảng thời gian chơi lại. Mình mong là mình có thể thực hiện cái thời gian biểu này, mình không phải mong, mình sẽ chắc chắn sẽ thực hiện thời gian biểu này. Nếu như nó còn sai sót thì mong các bạn hãy giúp đỡ. Cảm ơn.